bạn là có những cái rào cản hoặc những khó khăn hoặc là những cái câu hỏi gì liên quan với bệnh lao hay không để mà thảo luận với thầy? Các em có câu hỏi gì không, hay là có cái gì muốn chia sẻ, hay là muốn hỏi thêm, hay là như thế nào không, hoặc là có những cái khó khăn gì trong chẩn đoán và điều trị lao không? À dạ. Tức là em muốn hỏi thầy về cái kinh nghiệm điều trị bệnh nhân bị lao hạch sau tiêm phòng. She just want wondering the treatment of lymphadenopathy after BCG vaccination. Oh, yes. So, lymphadenopathy is not uncommon after BCG vaccination. Remember, BCG is a live vaccine. So just like TB goes to the lymph node in the chest, BCG goes to the lymph node in the axilla. Cái bệnh lý mà cái hạch lao phản ứng sau tiêm ngừa là cái dễ gặp ghê lắm, không phải là cái mà gì mà nó hiếm gặp đâu. Bởi vì cứ nhớ như thế này này, ví dụ như mà mình hít cái tế bào lao vào, nó vào trong phổi thì lập tức là cái hạch lên phô vùng nó đã phản ứng ngay rồi. Thì đây cũng y như vậy, thì BCG là một cái vaccine sống, cho nên mình đưa vi khuẩn lao vào thì cái hạch vùng, đặc biệt là hạch nách, nó sẽ phản ứng ngay, cho nên sưng cái hạch lên là cái điều bình thường dễ thấy. So on the whole, BCG is a very attenuated mycobacterium. It doesn't cause severe disease, only in severely immunocompromised children. So it's. Thì vaccine BCG là vaccine sống nhưng mà đã giảm độc lực rồi, cho nên nó sẽ khi tiêm vào nó không gây ra bệnh lao nặng. Chỉ có một số trường hợp mình tiêm BCG mà đối tượng siêu giảm miễn dịch giống như HIV thì nó có thể là gây ra cái bệnh lao cho BCG. So most of the time, we tell parents that this is not something to worry about, and it will slowly resolve over many months. So most of the time, no treatment is given. Và mình cứ nói với người nhà như thế này, cái hạch lao phản ứng ở đây là một cái hạch phản ứng thôi, nó không phải bệnh lý, và nó có thể tự, nó sẽ tự biến mất, nhưng mà cái vấn đề thời gian, cho nên nó sẽ là nhiều tháng thì nó mới tự biến mất được. If this abscess or this mass is big and painful, that's normally because there's cold pus inside, which is causing the pain. Thì nếu mà trường hợp chỗ này nó sưng to lên và nó đau, nó nóng và nó làm cho đứa bé có thành áp xe luôn á, thì thông thường những trường hợp đó là đã bị bội nhiễm thêm vi khuẩn. So sometimes if that is the case, a big mass that's painful, we normally don't cut into it because that will create a sinus, but you can put a needle into it and aspirate as much of that caseating material inside as you can, as much of that volume. Thầy nói trường hợp mà cái hạch đó mà nó bị áp xe hóa nè, nó sưng lên và đặc biệt rất là đau nha, nó phải rất là đau, thì lúc đó là thầy nói là không có xẻ, tại vì xẻ thì nó sẽ tạo thành một cái đường giò, mà mình chỉ lấy cái kim, cái syringe bình thường thôi, mình đâm vô cái chỗ đó và mình hút cái mũ ra, và cái casein tức là cái bã đậu á, hút nhiều ra đến mức có thể, tức là bỏ vô đưa cái căm cái kim vào và hút hết cái dịch đó ra. Most of the time it's not necessary. That is only if the node is very big, painful and fluctuant. Chỉ khi nào mà cái hạch đó là nó to nè, nó đau và nó mềm thì khi đó mình mới hút ra thôi. Còn hầu hết các trường hợp chỉ là hạch phản ứng thông thường thì là để như vậy thôi và nó tự tiêu. A treatment we only reserve for children who are at risk of disseminated BCG. So we don't normally treat the lymph node itself because BCG is resistant against a number of TB drugs. It's resistant against PZA and it's often partially resistant against INH. Thầy nói là đa số cái trường hợp mà hạch phản ứng như vậy đừng có điều trị lao chị, đừng có sử dụng mấy cái thuốc kháng lao như thế để mà điều trị, mà mình chỉ dành cái nó khi mà mình có một cái bệnh lý lan tỏa do BCG. Cũng có cái loại bệnh lý đó chị nha, chích BCG mà biểu hiện giống y lao phổi vậy, nhưng mà mình gọi đó là lao, gọi là bệnh toàn thể do BCG, thì trường hợp đó mình mới phải sử dụng thuốc điều trị. Bởi vì cái bệnh toàn thể do BCG nó cũng đề kháng với kháng sinh ghê lắm, cho nên là nhìn cơ chung những cái trường hợp như vậy là những trường hợp mà chỉ phản ứng đơn thuần thôi thì không có cho thuốc kháng lao. But we can share with you a guideline for BCG adenitis management which shows when treatment is indicated and what the drugs are to consider. Normally it would require the inclusion of a quinolone like levofloxacin. Thầy nói là nếu thầy chỉ cần là thầy sẽ share với chị cái guideline để mà hướng dẫn cụ thể là trường hợp nào dùng như thế nào, rồi nếu cần dùng thuốc thì dùng thuốc gì.
Tức là nếu nếu cần thì chị sẽ là liên hệ để mà thầy gửi. Nếu có gì là các em phải hỏi thầy ngay vì thầy là hàng đầu về lao trẻ em thế giới. I should just emphasize most of the time we just give the parents reassurance and we monitor. Nhưng mà thầy muốn nhấn mạnh lại cái cục lại cái điều trị thường gặp nhất đối với cái này là mình chỉ là trấn an người nhà và nói người nhà rằng là bệnh lý này thì nó sẽ tự giới hạn. I hope that addressed the question. Sorry. Chị thấy có được không? Trả lời vậy thì chị thấy thỏa mãn không? Hay là yeah. Câu hỏi gì nữa không ạ? Mấy em hỏi tự do, thoải mái. Em muốn hỏi gì? Okay. So he asked about glow contact. What is the criteria of TV? Yeah, but the of what low detect? Close contact. Yes. So that's a good question. So close contact is normally defined as a household contact. So someone who has contact in the house in the last 12 months. But there may be instances where someone didn't have contact in the house. If the child stayed with a grandparent who had TB, or a close family member that had infectious TB, the usual indication there is if someone was in close contact for an extended period, so 3 weeks or more, that's normally regarded as a close contact. Cái câu hỏi này là một câu hỏi rất là hay ha. Thì thầy nói nè, thông thường á, là cái tiếp xúc gần ở đây á, là thường thường tiếp xúc trong hộ gia đình. Nghĩa là ví dụ như những thành viên trong gia đình có người bị mắc lao thì đứa bé sống trong gia đình đó mà có tiếp xúc trong vòng 12 tháng gần vừa qua. Tức là trong 12 tháng vừa qua có người bị mắc lao và đứa bé nó tiếp xúc với cái nguồn lây lao đó. Nhưng đồng thời cũng có một cái loại thứ hai, họ cũng nói là tiếp xúc gần, là trường hợp ví dụ như đứa bé đến nhà ông bà chơi hoặc đứa bé đến nhà những người khác chơi và cái người đó bị lao. Thì thông thường thầy nói là nếu như tiếp xúc trong vòng 3 tuần, tức là tiếp xúc liên tục với cái người đó trong vòng 3 tuần thì cũng được xếp vào là tiếp xúc gần. Như vậy là các em hiểu không? Trong vòng là 12 tháng gần đây hoặc là tiếp xúc trong vòng 3 tuần những cái người mà không phải sống trong hộ gia đình. Ý là có hiểu cái đó không? Hiểu phải không? Ừ. Các em có câu hỏi gì nữa? À em hỏi đi. Yeah. So we only give preventive therapy if the source case had infectious TB, so pulmonary TB. Chỉ điều trị đối với lao phổi thôi. Phải là có cái trường hợp mà nó phải lây ra ngoài. Chứ còn ví dụ như lao ngoài phổi mà như lao hạch hoặc là lao màng phổi thì nó đâu có lây được. Cho nên nó không phải không được liệt vào là tiếp xúc gần. So an adult with extra pulmonary TB wouldn't be able to spread the infection and infect people around him. But I should just emphasize that adolescents, so children with cavities in the lung, can also infect other children. So anyone who has a close contact with an infectious case, pulmonary case. Thầy nói là nếu như mà trường hợp mà ví dụ người lớn mà mắc cái thể lao ngoài phổi như lao hạch hoặc lao xương khớp thì không lây. Không lây cho nên không được xem là tiếp xúc gần. Nhưng mà thầy lưu ý là lao mà ở trẻ vị thành niên là nó cũng có hang giống như lao người lớn. Cho nên những cái trường hợp đó nó vẫn có thể lây cho trẻ em được. Tức là trẻ vị thành niên cũng là trẻ em nhưng mà đặc biệt là nó có hang lao thì nó có thể nó lây cho người khác cho nên nó vẫn tính là trường hợp là tiếp xúc gần. Any other questions? Yes. Có câu hỏi gì nữa không em? Em rất cảm ơn cái bài thuyết trình rất là hay của thầy. Thì em có một câu hỏi về lâm sàng vậy ạ. Thì là em cũng đã đọc cái không phải nắm. Thì tức là về lâm sàng thì em có thấy nhắc tới là trẻ bị sốt hoặc là ho kéo dài không phù hợp với lâm sàng mà mình điều trị không đỡ. Tuy nhiên thì em muốn hỏi thêm là nếu mà triệu chứng tại phổi ấy, thì khi mà mình thăm khám thì có cái gì gợi ý cho mình không ạ? Giống như kiểu viêm phổi, viêm tiểu phế quản hoặc he. Thì mình sẽ có cái gian phổi hoặc là các triệu chứng biến chứng khác thì em mới cảm nhận được em hiểu thì là mình chỉ phát hiện được khi mà có các biến chứng nặng hoặc là bệnh nhân siêu hấp ấy, thì còn theo có triệu chứng nào mà mình gợi ý được tại phố không ạ? Yes. So I didn't touch on that because the
the slide set was developed for district level doctors, but I should say signs of TB are often minimal. So with a stethoscope, most of the time, children with TB, you can't hear anything in the chest. You don't have the typical signs of a pneumonia with crepitations and consolidation. So often with TB, with your stethoscope, you're not going to hear a lot. Cái bài này là xin lỗi là vì không có nói tới cái phần khám lâm sàng, bởi vì là mục đích đó là chỉ là phục vụ cho bác sĩ tuyến huyện. Nhưng mà thực ra là nếu như mà mình khám lâm sàng mà bằng ống nghe á, thì là không phát hiện được dấu hiệu gì đặc biệt cả, thậm chí là còn không nghe ran luôn và không có thấy cái dấu hiệu mà gợi ý của đông đặc phổi, nghĩa là nó không hề có cái gì đặc hiệu cả. But so for specific disease manifestations like TB pleural effusion, there's often chest pain and dullness, just like a normal effusion, but in a child who's not ill, not toxically ill. So pleural effusion, clinical signs, dullness is very important. Thầy nói nhưng mà có một cái dấu hiệu đặc hơi gợi ý như thế này là trẻ mà có tràn dịch màng phổi do lao á, thì cũng giống như các tràn dịch màng phổi khác mà đứa bé nó than đau ngực lắm và em gõ phổi thì nghe đục, nhưng mà lâm sàng đứa trẻ không nặng. Các em thấy nếu tràn dịch màng phổi do vi khuẩn là sao? Lâm sàng là thấy nặng, sốt cao đúng không? Mệt mỏi. Nhưng mà ở đây là cũng đau ngực rất là ghê, gõ đục. Nhưng mà thấy lâm sàng tỉnh queo à, không có gì hết. The same with the children who have, but I showed you the dense lobar pacification. You can sometimes hear bronchial breathing. But remember, there's often airway obstruction. So there's not a lot of air entering into that lung. So bronchial breathing you can hear, but you'll very rarely hear crepitations. Thầy nói là ví dụ như trong cái trường hợp mà hạch lympho mà nó chèn ép cái đường thở thì nghe cái tắc nghẽn, thì các em sẽ thấy là nó có giảm thông khí, có giảm thông khí ở vào cái vùng phổi mà nó bị chèn ép. Nhưng mà nếu như mà nghe ran, nghe đồ thì cũng không có nghe. And in a child who has airway obstruction, so lymph nodes compressing the airway, can sometimes hear wheezing. We call it large airway wheezing. So it's a louder noise. You don't hear it often on both lungs, just in one area where the airway is obstructed, and it's not reversible. So if you give Ventolin or short-acting beta agonist, the wheeze stays the same the whole time. That's a sign that the airway is compressed by lymph node. Not very common, but if you have a wheeze that doesn't change, think you should think of TB lymph node. Nếu như là trường hợp lao hạch mà chèn ép đường thở, thường thường nó hay chèn ép đường thở lớn các em, cho nên các em sẽ nghe khò khè, nghe răng ngáy, nhưng mà không nghe ở vùng ngoại vi, không nghe vùng ngoại vi mà nghe răng ngáy cái âm rất là to và cạnh cái vùng chèn ép á, và đặc biệt cái răng ngáy đó nó cứ cố định như vậy và nó không hề thay đổi, không có biến mất khi các em cho thở khí dung với thuốc giãn phế quản. Thở khí dung nó vẫn cứ ở đó và nó cái âm rất là to và nó khu trú ở tại một cái vùng ở trung tâm này này, chứ không có nghe ở ngoại vi đâu. The most important signs are often the non-specific things. So this is a child who's not acutely ill. They often have lost weight. And you should always carefully look at the weight chart. So the symptoms, the general symptoms are often the more important ones. Cough plus weight loss or cough plus fatigue. A child is no longer playing. Are the things that should alert you. Thầy nói là bây giờ thì đừng cái dấu hiệu mà tại phổi nó không đặc hiệu gì cả, nhưng mà thầy muốn nhấn mạnh các dấu hiệu mà ngoài phổi và các dấu hiệu toàn thân mà rất gợi ý. Ví dụ như này, ho, sụt ký, ho mà lại giảm ăn, giảm chơi, ho mà lại có vẻ mệt mỏi. Đó, thì ho nhưng kết hợp với các dấu hiệu toàn thân thì lại rất là gợi ý cho lao. Còn nếu các em cố gắng tìm các dấu hiệu tại phổi thì nó không đặc hiệu gì cả. And I'm not sure I can explain why a child who has TB pneumonia or TB involvement, often their saturations are not low. It's not like other pneumonia where the saturation drop. I can briefly explain about VQ mismatch if that's interesting. All right. Thầy nói là thầy là không thể nào giải thích một cách chi tiết cặn kẽ là vì sao lâm sàng thì không nặng, lâm sàng không nặng SpO2 thì không tụt trong cái trường hợp mà tổn thương phổi rất là nhiều ở lao, thì thầy nói là cũng có thể nói sơ về cái thông khí tưới máu, nhưng mà thôi chị nghĩ chắc đừng làm phức tạp thêm nữa, được không? Hiểu biết như vậy được rồi, biết là lâm sàng thì ốm, không nặng, SpO2 thì không tụt, nhưng mà X-quang thì nhìn rất là tổn thương rất là nhiều. Câu gì nữa không? Có hỏi cái gì nữa không?
Nếu mà không có gì thì có thể là thầy sẽ vào cái case, có những cái case, những cái tình huống lâm sàng á, xong rồi sẽ chỉ X quang và thầy cho em hỏi là trong cái trường hợp mà cái hạch viêm áp xe trong cái sau tiêm vaccine BCG ấy, thì sau khi cháu hút cái dịch viêm đấy thì mình có điều trị gì không ạ? Kháng sinh ạ. Vâng. So, normally, if it's not red, it's not warm, it's not, there's no bacterial infection, you don't have to give any antibiotics because what's inside the abscess is only BCG. So as long as you do the aspirate very in a sterile way, you clean the skin properly, we normally don't give any antibiotics. We just clean it properly. The only reason to give antibiotics if it's red, if it's hot, and if it's if there's signs of bacterial infection. And how long? What time of infection? Yeah. So normally in that instance, for a bacterial superinfection, we'll treat for 7 to 10 days. And that will be Keflex would be fine because you just want to cover the common staph and strep that's on the skin. But that's not needed if it's only BCG. If it's not hot and it's not warm, which is normal for BCG, then you don't need antibiotics. Thầy nói là ví dụ như trường hợp mà mình không hề những cái dấu hiệu mà chỉ điểm một cái trường hợp áp xe hoặc là một cái trường hợp mà bị bộ nhiễm vi khuẩn thì là mình chỉ chọc hút ra thôi và để đó. Nhưng mà khi chọc hút thì cố gắng là áp dụng các cái biện pháp gọi là cái gì chống nhiễm khuẩn á, cái gì tránh bội nhiễm. Nhưng mà trường hợp mình thấy này có sưng, nóng, đỏ, đau, tức là áp xe như chị nói và các dấu hiệu gợi ý vi khuẩn thì mình sẽ sau khi mình chọc hút ra mình sẽ cho một liều trị ngắn ngày khoảng 7 ngày cephalosin. Vì cephalosin thì nó sẽ là đúng hướng vào cái tác nhân gây bệnh ở đây. Thì cái Keflex là thầy nói chính là cephalosin nó 7 ngày. Do they have a child in the ward now? With... Đang có em bé nào như vậy ở trong phòng bệnh không ạ? À? Ý là trong phòng ở đang điều trị ở đây á. Không phải đúng không? Chỉ hỏi thôi đúng không? Just a question. Yeah, that's good. Thưa thầy ạ, em có một số câu hỏi như sau ạ. Thứ nhất là em có câu hỏi là đối với khi mà đi tiêm vaccine lao ấy thì sẽ có một số bà mẹ than phiền đấy là khi mà quay lại ấy thì sẽ không có cái sẹo lao, thông thường thì sẽ có sẹo lao ở cái vùng tiêm lao, đa phần là vậy, và một số trẻ có khoảng tầm 20% thì sẽ không có sẹo. Vậy thì mình có thể tư vấn cho bà mẹ bằng một cách đấy là vẫn có kháng sinh phòng lao à, vẫn trẻ vẫn có kháng thể phòng lao hay không, hay là có cái cơ chế gì đấy mà bạn ấy không thể nhận được cái kháng thể phòng lao đấy, cũng như là ngoài làm cái test ra để xem là bạn ấy có kháng thể phòng lao hay không thì cái test đấy có được sử dụng tại Việt Nam không ạ? Vâng, đúng rồi, test lấy ra để kiểm tra xem là có một cái test để kiểm tra xem là có cái kháng thể phòng lao không, nhưng mà không biết là Việt Nam mình có làm không ạ? So in case some children that may not have a car, so let's say some problem children, if you said they don't have a car, so one way by a pay and also can be done for the non-study school, pay them already in the club with you in infection years. Yeah. And also another question, so is there any difficult things to verify the infection is not in the field? So BCG, we know that it leaves a scar most of the time, but you are right. There are a number of children where it may not happen. It's partly due to the technique. So if it's given into the skin, like it should be, not subcutaneously, you normally get a scar without any involvement of the lymph node. If you give it under the skin, subcutaneously, you sometimes don't get a scar and you may get big involvement in the lymph node. So it's important that it's given correctly. But if a child is not scarred, we normally don't repeat the BCG vaccination if it was documented to have been given.
Thầy nói là em, thầy nói đúng rồi, có một số lượng lớn các cái trẻ là tiêm vaccine BCG nhưng mà không có sẹo. Thì thầy nói không có sẹo chủ yếu là liên quan tới kỹ thuật tiêm là nhiều hơn. Thì tại vì nếu mà mình tiêm dưới da thì là nó, có khi là nó lại không có cái kỹ thuật không đúng, nó không có thành cái sẹo BCG. Nhưng mà em không có cần phải tiêm lại BCG, tức là chỉ tiêm BCG một lần thôi, rồi nó không có sẹo cũng không sao hết, không có cần phải lặp lại. And you can generally reassure the mother that the child would have had the benefit of the BCG if it was documented that it was given, because that would mean that his immune system was exposed. Thầy nói là cái vấn đề quan trọng mình nói người nhà thế này này, không sẹo nhưng mà vẫn có bằng chứng để chứng minh là đứa đó đã được tiêm BCG rồi, bằng cách là mình ghi trong cái thẻ chủng ngừa đó, mình ghi trong đó là đã tiêm BCG và mình ký ở dưới đó, thì là bà mẹ lần sau muốn nói với người ta là con tôi đã tiêm BCG rồi thì đưa cái thẻ ra. Và mình vẫn trấn an người nhà là tuy là không có sẹo nhưng không có nghĩa là hệ miễn dịch không nhận diện được cái BCG, vẫn đưa vaccine vào cơ thể rồi và cái tế bào miễn dịch đã tiếp xúc với BCG rồi, nghĩa là nó vẫn có hiệu quả như thường. There are the normal skin test will also test positive, especially in young children if they've had BCG. So you can use that as proof of BCG, but it's never really done for that indication. For that purpose, yes. Em có thể dùng test da hả, măng tu hoặc là skin test để mà thử nếu mà dương tính thì nói là đã tiêm được vaccine BCG có hiệu quả rồi. Thì thầy nói cái đó về mặt lý thuyết thôi, chả bao giờ có ai mà làm như vậy hết trơn á, không có ai mà sử dụng cái skin test cho cái mục đích đó là chứng thực là BCG đã có hiệu quả, không ai làm cái điều đó hết. There are also countries where people do a BCG skin test, like India. Yes. But that's very rarely done. We accept that if the child had the documented vaccine, irrespective of the scar, that they will have the protection. Thầy nói là Ấn Độ thì người ta vẫn dùng cái skin test đó để mà khẳng định cái hiệu quả của vaccine BCG, nhưng mà nói chung là nó cũng không áp dụng được ở nhiều nơi thế giới. Hiện tại mà cái sự đồng ý của tất cả mọi người là không có sẹo thì cứ ghi trong cái thẻ tiêm chủng, có ghi trong thẻ tiêm chủng nghĩa là có tiêm vaccine, vậy là được rồi, là có hiệu quả. But if it's uncertain whether it was delivered at all, then giving BCG again is an option. Và nếu như trường hợp mà ví dụ bà mẹ rất không yên tâm và mình cũng cái người mà trước đó cũng không ghi nhận trong cái thẻ là đứa bé đã được tiêm BCG thì mình tiêm lại liều thứ hai vẫn không sao cả. Các em hiểu ý không? Tức là trường hợp mà bà mẹ rất không yên tâm và mình không có cái gì bằng chứng để mà chứng minh đã được tiêm BCG rồi thì tiêm lại liều thứ hai cũng được, chả sao. Câu hỏi gì nữa không? Các em có câu hỏi gì không? Thì câu hỏi gì liên quan tới vấn đề này nữa không? Do people just want to stand up for 2 seconds? We will just quickly run through a few examples of cases. I know it's late in the day, but if you want to stand up. Thầy nói là đứng lên xíu để tập thể dục, vận động cho máu lưu thông. Ha? Đứng lên 2 giây, đứng lên ngồi xuống 2 giây xong rồi. Oh, she still have a questions. Thì yep. Cứ đứng lên ngồi xuống cho nó vận động một tí đi, cái rồi được 2 giây chưa? Đứng lên ngồi xuống xíu rồi đi vào trong cái case. Mấy giờ rồi mấy em? 11:15 rồi hả? Rồi, em hỏi câu hỏi gì đi? Dạ, cho em hỏi là đối với lại vaccine lao ấy, thì khuyến cáo là tiêm tốt nhất là trong vòng, tức là ngay sau khi sinh. Thì em thấy ở Việt Nam nhà mình là tiêm trong vòng 1 tháng, thì có một số nơi thì tiêm trong vòng 2 tháng. Thế ví dụ như trường hợp mà bệnh nhân quá cái thời gian để tiêm đấy, hoặc là ví dụ như thầy vừa mới nói là những trường hợp mà tiêm rồi nhưng mà không chắc là mình đã có đề kháng hay chưa, có thể tiêm lại. Vậy thì ví dụ như ở những cái trường hợp nào thì có thể tiêm lại ạ? Ví dụ cái về cái lứa tuổi ạ? Thì em thấy là ở mình là qua 2 tháng là gần như không tiêm. I see. Yes. So that is difficult. You know, BCG is safe at any age. There's many countries that give BCG for healthcare workers. And we've just had a big trial where all our healthcare workers had BCG vaccination. Hiện tại, vaccine BCG là nó không có độc hại, cho nên hiện tại là nhiều nước trên thế giới là thậm chí là healthcare worker, tức là nhân viên y tế rồi, là người lớn rồi đó, vẫn tiêm BCG. Đặc biệt là em thấy trong cái COVID vừa rồi đó, là hàng loạt người tiêm BCG đó. However, the greatest risk for a child is in the first 2 years of life. And that's where we know BCG provides the greatest protection. Nhưng mà mình phải hiểu là cái lý do vì sao tiêm BCG. Tiêm BCG là để phòng ngừa các thể lao nặng đúng không? Mà thể lao nặng là hay gặp ở trẻ trước 1 tuổi đúng không? Tức là lao kê với lao màng não đó.
So a realistic time point to say BCG should be considered, I would think, would be in the first 2 years of life. In Australia, we give BCG to all children under five if they go to visit a country that's endemic for TB. They go to India or they come to the Philippines or Vietnam, they can get BCG up to 5 years of age. But in a country like Vietnam, I would have thought as long as you can deliver the BCG before 2 years, there should still be benefit. Và chính vì là cái mục tiêu BCG là giảm các thể lao nặng, mà thể lao nặng thì thường xảy ra ở trẻ nhỏ. Cho nên thầy nếu mà cho đối với Việt Nam thì thầy nghĩ là trước 2 tuổi thì là vẫn có thể cho bất cứ lúc nào. Nhưng sau 2 tuổi thì có thể là không có cho vaccine BCG nữa. Nhưng mà đối với nước mà phát triển giống như ở Úc á, thì hiện tại mà nếu ví dụ trẻ em Úc mà sẽ có dự định là sẽ đi về Ấn Độ hoặc đi Việt Nam hoặc đi Philippines á, thì thậm chí là vẫn tiêm vaccine BCG cho đến 5 tuổi. Như vậy thì phải tùy vào cái incidence, tức là cái tần suất mắc lao của tại địa phương mình và cái mục tiêu muốn bảo vệ của BCG. Thì là đối với Việt Nam thì thầy khuyến cáo là có thể là sau 2 tuổi thì không cần tiêm BCG nữa. But the best time to give it is in the first 2 months, and that may be why the program says we want to give it in the first 2 months. Nhưng mà thầy cũng hiểu cái lý do vì sao mà em nói 2 tháng. Thì 2 tháng á, là thực ra là muốn cái mong muốn cái hiệu quả của BCG là tốt nhất. Thì là người ta sẽ nói như vậy, nhưng mà thực ra là mình có thể tiêm được cho đến trẻ là đến 2 tuổi. Và sau 2 tuổi thì thôi có lẽ là không tiêm nữa. Nhưng mà nếu chị nghĩ là nếu gia đình có nhu cầu thì vẫn tiêm được. Giống như thầy nói rồi, Úc vẫn 5 tuổi mà thậm chí nhân viên y tế lớn rồi vẫn tiêm được bình thường, không hề có cái chống chỉ định gì cả. All right, maybe you can just read that in to them in Vietnamese. Do they have the Vietnamese version? No, I don't think so. Chị dịch cho các em ha. Bây giờ nói là cái case trẻ em nè, một bé gái 4 tháng tuổi sinh non vào lúc 32 tuần thai thì là nhập viện bởi vì là ho kéo dài và sụt cân. Thì là khoảng là một tuần trước thì em bé cũng đã nhập viện rồi và đã được điều trị 5 ngày kháng sinh rồi, nhưng mà vẫn là cứ sốt và vẫn cứ ho. Thì tại thời điểm nhập viện lần này á, thì là 4 tháng nhưng mà cân nặng là chỉ có 5,5 kg thôi nè. Nhiệt độ là 38 độ C nè, tần số thở 30 lần trên phút, SpO2 là 94%. Và khám thì đứa bé rất tỉnh táo nè, trông có vẻ hơi suy dinh dưỡng một xíu và nhìn có vẻ là ốm nặng, tức là ốm mãn tính, tức là gầy mòn đó. Mẹ thì mới vừa khởi động điều trị lao 1 tháng trước, nhưng mà mẹ không có khai. Khi mà đi khám thì không có khai là đang điều trị lao. Và hiện tại thì cái x-quang của em bé là như thế này. Đó, đây là x-quang của em bé. Maybe just to hear what people think about the x-rays. Có em nào có thể là đọc cái x-quang này không? Mà cái x-quang này nãy chị có đọc sơ rồi. Cho nên bạn nào đọc lại x-quang này, có thể anh đọc thử. Rồi, bạn đọc x-quang đi. Em thấy cái gì? Trên cái phim X quang này thì em thấy đầu tiên là hai bên trường phổi, thì bên phổi bên phải thì có một đám mờ, ở thì giữa phổi phải thì theo dõi đông đặc ạ. Ở phía bên thì trên của phổi phải thì em đang nghi ngờ là có thể có một cái, tức là cái đám mờ ở cạnh trung thất ạ. Thì có thể là nếu, tức là hiện tại thì em đang nhìn thấy hai cái vị trí đó. Còn ở bên phổi bên trái thì cũng có những cái vị trí trông nó kiểu dạng nốt đấy ạ. Dạ. Dạ. So before the foundation for the liver lock, right, and maybe then we will have the biopsy, the upper right, yeah, and the sun immediately see the lung. I think that's excellent. You can also see some what looks like air bronchograms, which is unusual for TB, but I think you've described all the features in the presence of some hyperinflation. So given that picture, what organism do you think is most likely? Thầy nói là hồi nãy là bạn ấy là nêu là ba đặc điểm như vậy thì là thấy là rõ, thấy là rất là điển hình, và có thể trong đó là có một cái hình ảnh, một số hình ảnh là cái biểu hiện của khí phế quản nữa, nhưng mà thầy nói thôi, cơ bản là bạn đã nói là đầy đủ hết rồi. Thì nếu như dựa vào những cái đặc điểm X quang như vậy thì bạn nghĩ là cái tác nhân nào có thể là tác nhân gây bệnh trong trường hợp này? Ừ.
Em chọn phương án D ạ. D. Vâng. So D. D. Yes. Clearly this is a TB course, but just to run through mycoplasma, we don't get hilar adenopathy with mycoplasma, and that miliary infiltrate is different to the interstitial pattern that we see with her. Thầy nói là đầu tiên là thầy sẽ đi từng tác nhân gây bệnh để mà thầy phân tích là vì sao mình không nghĩ trong trường hợp này. Ví dụ như A là mycoplasma, thì thường thường là mycoplasma nó không có hạch. Trong cái hình hồi nãy bạn chỉ là thấy có cái hạch đó, nhưng mà mycoplasma thì không có cái hạch. Và thông thường mycoplasma thì cái tổn thương kẽ là nhiều. Còn ở đây là mình thấy có thùy nữa mà. And Staphylococcus aureus or Streptococcus, this child would have been toxically ill, not chronically ill. Còn nếu như mà cái tác nhân B và tác nhân A, tức là phế cầu và tụ cầu, thì lâm sàng đứa bé là phải biểu hiện là bệnh cấp tính, nghĩa là sốt cao, rồi siêu hấp, rồi vậy. Nhưng mà đứa này nó không có. And the respiratory virus we know also doesn't cause milia and it's normally associated with respiratory symptoms, runny nose or wheezing. Còn nếu như virus như tác nhân C thì lại phải thấy là viêm hô hấp trên trước, rồi là phải là bệnh lý mang tính chất cấp tính. Và ở đây thì là thường thường là ở đây đứa bé bên trong này thì lại nó mang tính chất mãn tính là nhiều hơn. Correct. Ở đây là hỏi là như vậy thì trong các cái yếu tố như vậy thì cái yếu tố nào là yếu tố chỉ điểm để nói tác nhân gây bệnh? Thứ nhất là đứa bé là sinh non, thứ hai là mẹ đang điều trị lao, thứ ba là đã điều trị kháng sinh trước đó mà không đáp ứng, thứ tư là không có hoàn tất điều trị trước đó, và thứ năm nữa là hình ảnh là đông đặc phổi ở trên cái thùy trên của phổi phải trên X quang. Thì trong các cái yếu tố như vậy thì là yếu tố nào là yếu tố chỉ điểm cho tác nhân gây bệnh? Em ơi. Em nghĩ là B và E. B. E. B and E. B and E. E. Okay. B and E. Yes, any other suggestions just to ask? Đáp án nào khác nữa không ạ? À? Có cái đáp án nào khác nữa không ạ? À? So we should point out that you were correct that it's the right middle lobe consolidation. But I think you are perfectly right that B, the fact that this baby's or child's mother had TB is a red light. You should be thinking about TB. Thầy nói là A thì đúng rồi, A thì không có gì bàn cãi nữa rồi, nhưng mà nó không phải là rất là chỉ điểm. Mà cái chỉ điểm chính ở đây là cái người mẹ mà đang điều trị lao thì đó được xem như là một cái điểm nóng vậy đó, một cái điểm mà giống như là cái điểm quan trọng mà mình phải nhắm vào đó để mình nghĩ tới tác nhân gây bệnh của đứa con. The second maybe pointer is the fact that she's received antibiotics that's made no difference. Và cái điểm mà cũng rất là gợi ý nữa đối với trẻ mắc lao là điều trị kháng sinh mà nó không đáp ứng. All right. And then we've already discussed the fact that she had chronic, not acute symptoms and things that persisted over time. Đó, cho nên thầy thấy là đứa bé là nó mang biểu hiện bệnh lý là mãn tính nè, không đáp ứng với điều trị nè, rồi tiền sử gia đình có người mắc lao là những yếu tố để mà mình nghi ngờ lao. So you were right, B is the most important thing. That the mother having had TB puts this child in a very high risk. Bà mẹ mà mắc lao thì làm tăng cái nguy cơ bị mắc lao đối với đứa con. Maybe just read that one. Ở đây là một cái đứa bé là 3 tháng 3 tuổi, đứa bé trai có mẹ thì là xét nghiệm lao, xét nghiệm đàm là dương tính. Thì đứa bé hiện tại là ho, nhưng mà ho không có thuyên giảm, rồi sụt ký. Làm xét nghiệm mà skin test thì là không âm tính, tức là không có phản ứng. So if we think of the things we think when we think about TB as a possible diagnosis, I just want to emphasize we always look at the age of the child. So this child we would regard as a high risk child. Child under 5 is at high risk of disease. Khi mà tiếp cận một đứa bé bị lao là mình sẽ tiếp cận những yếu tố quan trọng này. Thứ nhất là tuổi, 3 tuổi, 3 tức là dưới 5 tuổi. 5 tuổi là thuộc nhóm nguy cơ. Secondly, you have to ask whether this child can be infected or exposed. Clearly, this child have documented exposure. So the chances of him being infected is very high. Thứ hai nữa là xem từ cái yếu tố tiếp xúc. Thì nếu trong gia đình với vị đứa này là có mẹ là bị lao dương tính, thì cái tiếp xúc, có tiền sử tiếp xúc, thì nghĩa là đứa bé có nguy cơ cao. And then we look for symptoms that are unusual, that persist for longer than we expect. Or that don't respond to antibiotics, and especially if you have respiratory symptoms together with loss of weight or fatigue.
Cái thứ ba là chúng ta phải xem cái triệu chứng như thế nào. Thông thường là mang cái triệu chứng là không điển hình, nó không diễn biến theo cái diễn biến bình thường của bệnh. Ví dụ như là mình điều trị nhưng mà nó hoàn toàn không đáp ứng với điều trị, rồi cộng thêm là đứa bé là bị sụt cân nữa. And you don't use skin test, but even if you did an IGRA, if the IGRA is negative, it normally is an indication that the child is not infected. But if you have a child with close exposure and with symptoms of concern, you can never use an IGRA or a TSD as a rule out test because it's not sensitive enough. Okay. So, ở trong cái này thì các em thấy là skin test là non reactive, hoặc là nếu em không làm skin test mà làm IGRA, thậm chí là IGRA âm tính đi chăng nữa em cũng không loại trừ được bệnh. Các em hiểu không? Tức là IGRA nó không hề nhạy, nó không hề nhạy, không hề đặc hiệu một xíu nào cả. Cho nên nếu lâm sàng gợi ý, thứ nhất là tuổi này, thứ hai tiền sử tiếp xúc này, thứ ba là triệu chứng gợi ý là đủ rồi. Cái IGRA nó em làm có kết quả như thế nào nó cũng không ảnh hưởng đến cái chẩn đoán của mình. Because we know up to 30% of children who have confirmed TB can be IGRA negative. Bởi vì 30% trường hợp là trẻ mắc lao vẫn có IGRA âm tính. Cho nên đừng có dựa vào IGRA nha. So this was the child's X-ray. Đây là X-quang của em bé đó đó. Anyone willing to comment on this? Em đọc X-quang thì xem thử. Em chị làm X-quang thì thấy có hình ảnh hạch ở bên hạch tập trung ở bên cạnh bên phải tim ạ. Với cả phổi trái thì phải. Vâng. Okay. Bên phổi trái thì thấy góc sườn hoành khó không nhìn rõ, không có tù không. Nhưng chủ yếu là cái hạch ở bên phải. Yes, it's hard to comment on the diaphragm angle, but it's a good comment. I think it still looks sharp down here, I would think. But you are right that there's clear what looks like hyaluronopathy on the right hand side, possibly a bit on the left, but right, and there's a small what looks like a segmental collapse. And if you look at the lateral, which remember we've said there's the trachea coming down. What that's the point of the bifurcation where the left and the right main bronchus goes out. So the white that we see below here, that is subcarinal lymph nodes. Thầy nói là khó để mà nói về cái góc sườn hoành là không là tù ở trong cái hình trên, vì theo thầy nhìn thì cái góc sườn hoành nó vẫn nhọn, nhưng mà bạn mà comment về cái chuyện mà cái hạch đó là đúng rồi đó, thì là nhưng mà trên cái đó là thầy còn thấy thêm cái viêm rãnh liên thùy nữa. Mấy em thấy cái rãnh liên thùy bên kia nó dày lên không? Thì nếu như cái phim nghiêng á, mấy em vẽ một cái hình như thầy ha, vẽ ngang vậy, vẽ thẳng như vậy, thì các em thấy này, cái đường ngang và đường thẳng như vậy thực ra là tượng trưng cho cái phế quản gốc, phế quản chính và hai cái nhánh phế quản phụ thôi. Thì nếu mà cái vùng mờ mà phía dưới cái đường ngang á, thì cái chỗ đó người ta gọi là hạch ngay cái chỗ carina, cái chỗ chia của phế quản á, thì cái chỗ đó mà em thấy nó đen, nó mờ như vậy á, là tức rõ là cái hạch ngay cái chỗ cái carina đó. Right. Yes. So in a child with chronic symptoms, an X-ray suggestive of hyaluronopathy, TB would be very high on a differential. Thầy nói là nếu trẻ mà có vẻ là ốm mãn tính ha, và cầm theo hình ảnh X-quang như vậy mà có cái hạch ở cả cái carina như vậy thì rất là gợi ý là bị lao. All right. Maybe just quickly read that one. Trường hợp thứ ba hả, một bé trai 2 tuổi có là ho mãn tính nè, rồi là sụt cân nè, rồi chậm lớn nè, và không có điều tra ra được tiền sử tiếp xúc lao. All right, so again, we have a high risk child, young child. He doesn't have TB contact, but he's got symptoms of concern. Thì bây giờ thêm một tình huống nữa này, ngay cả một cái đứa bé mà không hề có tiền sử tiếp xúc lao, nhưng mà cái lứa tuổi mình quan tâm là 2 tuổi này, rồi cộng theo là những cái triệu chứng mãn tính mà rất gợi ý này. That's his X-ray. So I think you, anyone with quick comment? Em đọc cái X-quang cho thầy thử. Ờ,
Thưa thầy là ở đây thì em nhìn thấy là những cái giống như cái hình ảnh lao kê ấy ạ. Nó mờ rải rác ở hai cái trường phổi. Ngoài ra thì ở bên có thể là hạch phổi ở bên phần ở bên rốn tập ở phần rốn phổi của bên phải ạ. Yeah, all right. Mm-hmm. Yes, so I think that the lymphadenopathy I agree with. I see what you say about possible opacification in the lung on both sides, but if you want to look for miliary TB, normally the milia must be across both lung fields and right into the periphery of the lung. So we normally look at the very edge to see if you see milia. And you can see that these parts of the lung seem to be clear. So I agree with you that there's lymph node disease, but that is probably more bronchial spread. There's, if you look at the periphery here, we don't see any evidence of milia across the both lung fields. So we'll probably not classify this as miliary disease, but it's a very good observation that in the upper lobes, there's definitely the suggestion. Middle lobe. Well, in the upper lobes, there's the suggestion of possible milia involvement. Yes, okay. Thầy nói là thầy rất đồng ý với em là về cái chuyện là có cái hạch của ở rốn phổi và thầy có thể là thầy biết vì sao mà em lẫn lộn với lại lao kê. Bởi vì là em thấy có những cái chấm chấm ở cái thùy trên của phổi, nhưng mà thầy nói như thế này nè, đặc điểm lao kê á, đừng có bị lẫn lộn là một vài chấm như vậy mà mình nói là lao, mà các em biết là lao kê là nó phải ở ngoại vi. Tức là nếu mà thấy cái chấm chấm như vậy nhưng mà đừng có tập trung ở những cái thùy trên mà nó ở ngoại vi hai cái rìa phổi này nè, và xuyên suốt cả hai phổi luôn, thì mình mới nói là lao kê. Còn như bạn là bạn vì bạn ngồi phía trên, bạn thấy rõ, bạn thấy cho những chấm chấm ở phía trên, thùy trên, cho nên bạn nghĩ là kê, nhưng mà chưa, mà phải là ở hai cái phía ngoài rìa nhìn vô trước. All right. So, I think, again, the lateral, you don't need that, but you can see that the lymph node, and here again, if you look for miliary TB, you can see that in the periphery of the lung, we don't see very clear milia. So we would classify this as lymph node disease with possible bronchial spread. Thầy nói là nếu mà trên phim nghiêng của đứa bé đó thì rõ ràng mình thấy là vùng giữa là có cái hạch lympho, và mình nhìn ở quỳnh hai bên cái rìa phổi đó là thấy nó đẹp lắm, nó không hề có tổn thương dạng kê. Cho nên thầy nói là cái này không phải là lao kê. Vậy thì cái xét nghiệm gì là em gợi ý, em đề nghị là làm thêm xét nghiệm gì, và liệu là em có điều trị lao đối với trẻ này hay không? Em ơi, em cho ý kiến thử là em muốn làm xét nghiệm gì và em có điều trị lao. Đối với trẻ này thì theo em thì em sẽ làm thêm skin test hoặc là IGRA. Trẻ này bởi vì là không có yếu tố tiếp xúc thì em nghĩ là chờ hai xét nghiệm kia trước rồi mới quyết định là có điều trị dự phòng hay không. So he was checked to do skin test or IGRA, and on the result of the investigation, he will have All right. I would probably say that the most important test to consider in a child who's symptomatic with X-ray abnormalities that you're concerned about is an expert. So to get a gastric aspirate or a nasopharyngeal aspirate for an expert would be the most important test. And in this child, we would probably consider treatment irrespective of the IGRA result again, because the suspicion for disease is very high. Thầy nói là thật ra cái xét nghiệm mà cần thiết nhất trong này là tụi em phải lấy đàm hoặc là dạ dày để làm expert. Rồi là cái đứa này là X-quang nó rất là gợi ý và lâm sàng rất gợi ý, cho nên là điều trị luôn. Không có cần kết quả expert, cho dù có âm tính em vẫn điều trị, tại vì nó rất là gợi ý rồi. Thì là không có chờ cái kết quả xét nghiệm. It's never wrong to do an IGRA. It gives you additional information, but it costs a lot of money and it's probably not going to influence our treatment decision. Thầy nói là không sai khi làm IGRA, nhưng mà IGRA thì nó mất tiền, và thứ hai nữa nó cũng không làm thay đổi quyết định điều trị của mình, cho nên thôi mình làm cũng được, cũng tốt thôi, nhưng mà không phải là một cái xét nghiệm quan trọng. Just remember that there's up to a third of children with confirmed TB who is IGRA negative. 1/3 các cái trẻ bị lao thì IGRA vẫn âm tính.
đứa trẻ thứ tư ha, đứa bé trai 6 tuổi có một cái tiền sử là bị ho và đau ngực ngắn thôi, tức là trong thời gian gần đây thôi, khi khám thì thấy là gõ đục nè ở vùng phổi trái nè, rồi giảm thông khí ở vùng phổi trái nè, và khi mà mình làm dịch màng phổi mình chọc hút dịch ra thì là mình thấy là dịch có màu vàng chanh nè và không hề có mủ, và khi đếm thì chủ yếu là tế bào lympho. Right, so what do people think about bright yellow fluid that if you tap bright yellow fluid? Dịch vàng chanh thì em sẽ gợi ý đến lao. Yes, so bright fluid that's not pusy is typical, that bright yellow fluid for especially if there's lymphocyte predominant. So let's just see in a 6-year-old boy. Again, if you see a child with a pleural effusion and lymphadenopathy, can you see those mediastinal lymph nodes? They are mediastinal. That would be highly suggestive of TB. And any other organism, this child would have been acutely ill. Thầy nói là dịch màu vàng chanh mà không có mủ rất là gợi ý của lao, đặc biệt là khi mà mình thấy dịch mà toàn tế bào lympho. Thì cái đứa bé đó khi chụp x-quang là mình thấy như vậy, thì mình thấy là vừa tràn dịch bên phổi trái mà đồng thời là thấy hịch lympho ở bên phổi phải. Thì nếu như cái đứa bé có x-quang như vậy mà lâm sàng là không có ốm nặng thì phải nghĩ ngay tới lao. I can probably, this is just to confirm the pleural effusion on CT scan that was tapped, the bright yellow fluid. Cái hình ảnh đó là hình ảnh CT để khẳng định lại thôi, hình ảnh là có dịch ở trên CT thôi. Còn cái câu hỏi tiếp theo này nè, thì là nếu như mà làm xét nghiệm thì cái chiến lược, cái kế hoạch mà làm những cái xét nghiệm mà phù hợp đối với đứa trẻ mà nghi ngờ lao màng phổi là gì, tức là những cái xét nghiệm gì em định làm. Thứ hai là làm sao để phân biệt được là trường hợp là bị là tràn mũ màng phổi do lao và trường hợp là chỉ là gọi là tràn dịch phản ứng mà thôi. Thứ ba nữa là mình nó là có điều trị trẻ lao cho trẻ này hay không, và thứ tư là em có dùng corticoid để điều trị hay không. Maybe we can just quickly go through that. So I think the reasonable investigation strategy is usually if you can tap the fluid and test it for chemistry, and expert yield is not high, but you can consider an expert. But just the physical appearance, you need to rule out empyema. And you want to confirm the chemistry and the cell count. Đầu tiên là cái xét nghiệm thì nên là chọc dò màng phổi này, lấy dịch màng phổi làm xét nghiệm tế bào và xét nghiệm vi khuẩn học. Thì bởi vì là mình phải loại trừ tác nhân vi khuẩn cái đã. Rồi sau đó thì là lấy cái xét nghiệm đó làm xét nghiệm expert về lao. Nhưng mà phải nói rằng là expert mà trong cái dịch màng phổi này tỷ lệ dương tính nó không phải quá cao đâu. And differentiating between a hypersensitivity effusion and an TB empyema, you can get a TB empyema. Hypersensitivity effusion normally has a meniscus sign, and if you tap the fluid, it's clear. Nếu mà trường hợp mà bị là dịch phản ứng thôi á, thì thông thường á là nó nếu mà lấy dịch ra thì thường thường là dịch trong suốt. It's clear, but it's yellow. Yep. Trong suốt nhưng mà màu vàng. Còn á là TB empyema, you normally have a loculated effusion, not a clear meniscus sign, and you struggle to tap any fluid because it's just thick. Nếu mà trong trường hợp dịch mà kia dịch mà trong trường hợp mà dịch phản ứng kia thì vẫn là có màu vàng, và nó thường thường khi mà trên x-quang thì mình không có thấy, hoặc là trên siêu âm mình không có thấy là bị vách hóa, nhưng mà nếu mà dịch mà do mà có mũ thì là nó vách hóa này, và khi mình rút dịch ra thì không có dễ tại vì nó bị vách hóa rồi. The other thing to consider is children with adults with a TB pleural effusion normally have a very big skin test or a very large positive IGRA because it's an immune reaction. Yes. Nếu mà những cái người mà bị tràn dịch màng phổi do lao là khi làm IGRA với làm skin test là dương tính mạnh ghê lắm. Right. So treatment again, I think we can treat this child on clinical grounds because there's no other disease that will present like that in a child that's not acutely ill. Các em nè, nếu mà bệnh cảnh lâm sàng như vậy là em điều trị luôn, không chờ kết quả xét nghiệm gì hết á, bởi vì không có một cái bệnh lý nào mà nó gây cái biểu hiện lâm sàng kiểu như vậy, tức là cái kiểu mà dịch vàng chanh rồi là tổn thương X quang thì nặng mà lâm sàng thì không nặng. Không có cái bệnh lý nào gây như vậy hết, cho nên cho dù kết quả có âm tính cũng vẫn điều trị lao. And normally we wouldn't add steroids only if there's very high persistent fever, but on the whole we use steroids only for TB meningitis. Và không có dùng steroid các em nghe. Cái bệnh này không dùng steroid đâu, và thường thường là chỉ dành steroids là trong trường hợp lao màng não thôi.
Các em có câu hỏi gì không? Mệt quá rồi hề. Chị với thầy cũng phê luôn á. Thank you. I know it's been a long day, but any final questions you can come and ask me if you don't want to ask in front of everyone. But thank you for your attention. Cảm ơn các em đã đến tham dự ha. And we hope you already have that TB X-ray atlas. That's busy being translated into Vietnamese as well. But the handbook should be available soon in Vietnamese. And if people are interested, they can probably remain in contact with Phung to distribute the Vietnamese handbook translation if you're interested. Thì thầy nói đó thì các em cố gắng trông chờ là cái X-quang á, cái cuốn X-quang đó nó đang dịch nơi mình biết chắc là dịch, tại vì họ cũng đã có tiếp xúc với mình để hỏi là mình có dịch cái cuốn đó được hay không, nhưng mà mình biết là có người khác đang nhận dịch thì các em cứ theo dõi cái đường link mà mình gửi đó, lâu lâu lên xem thử, nếu có cái Vietnamese version thì các em kích vô, còn mình biết chắc chắn là cái cuốn kia, cái cuốn WHO thì mình đang dịch và mình dịch chưa xong, cho nên khi nào xong thì là mình sẽ báo cho biết.